Ngày 18 tháng 9 năm 2019, sau 3 tháng 5 ngày kể từ bê bối của cái vụ cưỡng chế tại cái dự án ở Tóc Thiên, Bà Rịa, Vũng Tàu, thì ngày hôm qua, ông Nguyễn Thái Luyện, ông Nguyễn Thái Lĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra phòng 15 C03 Bộ Công an đọc cái lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng ta sẽ cùng làm rõ để làm hiện rõ cái nguyên hình của công ty Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện hoạt động trong vòng 3 năm trở lại đây, nó như thế nào và nó đã gây ảnh hưởng như thế nào tới khách hàng và những người hoạt động kinh doanh trong cái lĩnh vực địa ốc trong thời gian vừa qua. Như vậy là sau 3 tháng 5 ngày kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019 là cái ngày mà cái bê bối một cái dự án ở Tóc Thiên trong cái câu chuyện là cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan công an cưỡng chế cái dự án tại cái xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì ngày 18 tháng 9 năm 2019, tức là chiều tối ngày hôm qua, thì Bộ Công an, đơn vị công an là phòng 15 C03 Bộ Công an đã ra cái lệnh gọi là bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh tạm giam 4 tháng vì cái tội là gọi là bắt để điều tra về cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau cái việc mà cơ quan cảnh sát điều tra chính thức gọi là bắt tạm giam hai cái nhân vật gọi là cốt cán của công ty Alibaba, thì cái sự thật về Alibaba và sắp dần dần là được mở ra để chúng ta thấy được rằng là cái nguyên hình của một cái công ty Alibaba nó khá là quen thuộc đối với dân đầu tư tài chính, là trong cái câu chuyện tăng vốn ảo, trong cái câu chuyện đó là dự án ma, trong cái câu chuyện đó là hoạt động theo cái hình thức có khuynh hướng là giống như đa cấp. Thì chúng ta sẽ điểm qua tất cả những cái thứ liên quan tới Alibaba để chúng ta làm rõ cái nguyên hình của doanh nghiệp này, nó lớn như thế nào, nó ma như thế nào, nó khủng khiếp ra làm sao mà chúng ta lại không có thể không nhận ra trong suốt nhiều năm trở lại đây. Thì câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra đó là tại sao khi mà công an cưỡng chế các cái dự án của Alibaba, thì hoặc là khi mà cơ quan cảnh sát điều tra vào để tìm hiểu và điều tra những cái vấn đề liên quan đến Alibaba, cũng như là báo chí nếu có đăng bài phản ánh thì nhân viên của công ty Alibaba sống chết phản pháo hoặc là tìm mọi cách để chống trả. Cái nguyên nhân chủ chốt đầu tiên chúng ta phải biết được rằng là công ty Alibaba, cái phương thức và cách thức hoạt động của nó thì có một phần nào đó nó là bản chất là công ty cổ phần, và cái người mà được góp vốn chung vào trong các cái dự án hoặc là trong những cái phần vốn góp của công ty lại chính là nhân viên. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy được rằng là một doanh nghiệp cổ phần có rất nhiều các cái đối tượng là vốn có vốn góp, thì khi mà những cái vấn đề liên quan đến bê bối thì nhân viên công ty chắc chắn là sẽ kháng cự và chống cự đến cùng, bởi vì nó đụng đến cái quyền lợi về cái phần tiền, về cái phần vốn góp của họ vào doanh nghiệp. Đó là câu trả lời làm rõ cho anh chị và các bạn biết được và hiểu được rằng là tại sao mà khi các cái cơ quan điều tra vào cuộc thì họ chống trả. Và cũng đó là cái câu chuyện tại sao nhiều người đặt vấn đề cho cái việc là tại sao trong buổi chiều ngày hôm qua 18 tháng 9 thì có tới hơn 10 xe của cảnh sát cơ động cũng như là hơn 100 lính cảnh sát cơ động phối hợp với lại Bộ Công an, phối hợp với phòng 15 C03 để vào cái vụ việc là đọc lệnh bắt ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh, là bởi vì nguyên nhân là họ điều động cái quân số nhiều như vậy là bởi vì đề phòng cái trường hợp chống trả quyết liệt của người nhân viên của công ty Alibaba.
Vậy thì Alibaba là công ty gì mà nó nguy hiểm thế, nó khủng khiếp như vậy và nó lớn cỡ nào? Thì thưa với anh chị em và các bạn là Alibaba thì cái nguồn gốc của công ty này là một trong những cái công ty tăng vốn ảo siêu ảo luôn. Tháng 5 năm 2016 thì công ty Alibaba được ông Nguyễn Thái Luyện thành lập với cái mức vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Nhưng mà chỉ sau khoảng tầm 5 tháng, tức là tháng 9 năm 2016 thì công ty này được thay đổi về vốn điều lệ lên tới 20 tỷ đồng. Và chỉ sau một năm, hơn một năm, vào tháng 6 năm 2017 thì số vốn điều lệ của công ty này đã được đẩy lên tới là 1.600 tỷ đồng. Và ông Nguyễn Thái Luyện có lúc đã nói với cán bộ công nhân rằng là vốn điều lệ của doanh nghiệp đã lên tới khoảng 5.600 tỷ, tương đương với một cái ngân hàng lớn. Thì rõ ràng là cái câu chuyện vốn tăng từ 1 tỷ lên 20 tỷ trong vòng 4 tháng thì hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì là do có một số cái nhà đầu tư chiến lược nào đó hoặc là một số nhà đầu tư lớn họ tham gia. Nhưng cái việc mà tăng vốn từ 20 tỷ lên 1.600 tỷ chỉ trong vòng hơn một năm thì điều này thì chúng ta không khó để nhận ra rằng chắc chắn nó là ảo, bởi vì không có cái khoản vốn nào mà trong một cái doanh nghiệp nào mà làm ăn cái gì mà tăng nhanh vốn như vậy, và các cái khoản góp vốn của các nhà đầu tư vào cái dự án nào, vào vấn đề gì thì phải được công bố rõ ràng, chứ một cái lượng vốn lên tới cả hàng ngàn rưỡi tỷ thì nó không hề ít một chút nào. Và cái công ty ban đầu này thì do ông Luyện nắm 20%, em ông Lĩnh và vợ ông Luyện là bà Mai thì nắm 20%, còn ông Luyện là nắm 80%. Ngoài ra thì còn có một cái công ty khác nữa, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ali, tiền thân là công ty Gen Thao gì đấy. Và nó thành lập vào cuối năm 2010 do ông Nguyễn Thái Luyện là đứng ra là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với cái vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng. Và đến năm 2017, tức là khi mà cái công ty này được chuyển trụ sở về chính cái địa chỉ mà hiện nay đang là địa chỉ của công ty Alibaba, thì nó tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Và cái câu chuyện này thì chúng ta là người đầu tư trong lĩnh vực tài chính thì chúng ta không khó để nhận ra cái câu chuyện tăng vốn ảo của rất nhiều doanh nghiệp bất động sản ở trên sàn đã từng làm, mà rất tiêu biểu chúng tôi không tiện nêu tên. Tuy vậy thì chúng ta sẽ tập trung hơn vào cái doanh nghiệp Alibaba để quý anh chị em và các bạn hiểu rõ hơn là nó lớn và nó ảo cỡ nào. Thì nó hoạt động từ năm 2016 đến nay là chủ yếu, tức là nó nằm ở khoảng tầm 3 năm trở lại đây. Với 3 năm thì công ty này thực sự là người lãnh đạo có thể nói rằng là cũng không hề gọi là kém thông minh đâu, đúng là thiên tài đấy. Thiên tài ở chỗ thế này, riêng cái địa bàn tỉnh Đồng Nai thì công ty này có tới 29 cái dự án gọi là phân lô bán nền cấp phép hoặc chưa được cấp phép, và phần lớn là chưa được cấp phép, vẫn cứ là vẽ ra dự án rồi sau đấy chào bán cho khách hàng. Và ở Long Thành, Đồng Nai thì có tới 19 dự án của công ty này. Riêng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì có tới 130 cái dự án kiểu như thế này. Và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã công bố rằng là không có bất kỳ một cái thỏa thuận hoặc là những cái đồng ý cho cái doanh nghiệp Alibaba và ông Nguyễn Luyện và ông Nguyễn Lính cho cái câu chuyện làm dự án. Nhưng mà công ty này vẫn làm tới 130 cái dự án và đã bị gọi là cưỡng chế mất 94 cái, còn 36 cái nữa thì tiếp tục bị cưỡng chế tại cái xã Phú Mỹ. Và tiêu biểu nhất cũng là cái điểm nóng nhất để dẫn đến câu chuyện là chiều ngày hôm qua thì hai anh em nhà ông Luyện và ông Lĩnh bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về cái hành vi lừa đảo này. Thì đó là ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì tiêu biểu là tại cái địa chỉ 13 hectare đất của ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên ở cái xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Alibaba đã vẽ ra một cái dự án có tên là Tân Thành Center City và đã chào bán. Các đơn vị chức năng đã đến để mà cưỡng chế, nhưng mà cán bộ nhân viên của Alibaba tại dự án này đã gọi là phản pháo, đã gọi là không chấp hành và có những cái hành động gọi là phá hoại tài sản, nên đã một số nhân viên tại chi nhánh này đã bị bắt.
Ở Bình Thuận thì Alibaba cũng đã triển khai rất nhiều những cái dự án ma như vậy. Và tiêu biểu đó là dự án Thắng Hải New Time City. Đây là một trong những cái dự án mà được Alibaba quảng cáo là một Singapore thu nhỏ tại Bình Thuận. Và dự án này có cái diện tích khoảng 35 hectare với 1.800 nền và bán với cái giá là 1,9 triệu cho 1 mét vuông. Thì ông Lính đã nhận chuyển nhượng của 3 hộ dân. Và cái dự án này thì hiện nay vẫn là cái rừng keo lá tràm. Theo cái cơ quan chức năng thì chưa có bất kỳ cái dấu hiệu nào của cái câu chuyện đó là triển khai cái dự án. Vì vậy thì công ty này cũng sẽ gọi là marketing bán hàng là bán rầm rộ. Như vậy là chỉ riêng 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận, chúng ta đã thấy là Alibaba làm rầm rộ trong suốt 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân tại sao mà đến ngày 13 tháng 6 năm 2019 mới gọi là cái bê bối này mới leo thang và dẫn đến cái câu chuyện là điều tra cái hành vi này, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin trong thời gian sắp tới. Cái điều mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm là cái câu chuyện là cái vốn ảo của Alibaba căn cứ vào đâu để họ có thể gọi là tăng vốn trong khi họ đã là công ty cổ phần. Cơ quan quản lý, cơ quan chức năng quản về cái doanh nghiệp cổ phần ở đây thì như thế nào thì chúng ta cũng chưa được làm rõ những cái câu hỏi. Tuy vậy thì chúng tôi biết rằng là chủ tịch địa ốc Alibaba, ông Nguyễn Thái Luyện là đã bị bắt tạm giam. Thì ông Luyện là ai? Ông Luyện thì là một trong những người có cái tuổi đời thì cũng thực sự là chưa phải là quá lớn, sinh năm 1985. Cái nơi sinh của ông Luyện là ở tỉnh Gia Lai và hiện nay thì đang ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông này tốt nghiệp khoa Kinh tế Luật, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh và có cái tài thao lược tự ví mình như Thành Cát Tư Hãn, như Khổng Minh Tiên Sinh hoặc là như những cái người gọi là cố nhân, những vĩ nhân trên thế giới. Và thưa với anh chị em và các bạn là ngày 22 tháng 7 năm 2019, một cái vụ việc gọi là sau cái vụ việc của ngày 13 tháng 6, tức là sau đó khoảng tầm hơn một tháng, thì vì cái bê bối của ngày 13 tháng 6 nên một số khách hàng đã đến trụ sở công ty này đòi tiền và đã bị nhân viên công ty này đánh bị thương, và nhân viên của công ty này cũng đã bị bắt vì cái hành vi là đánh bị thương khách hàng. Thì hai cái vụ việc này thì dẫn đến cái câu chuyện đó là nó thành cao trào và cơ quan chức năng buộc phải vào cuộc. Báo đài đăng đã quá nhiều, và ngày 18 tháng 9 tức là ngày hôm qua thì đã ra lệnh bắt ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh. Tuy vậy thì còn rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm thêm tại một số cái dự án, và cung cấp thêm anh chị và các bạn một cái dự án khác ở Bình Thuận nữa, đó chính là dự án Alibaba mở bán cái dự án Ali Veni City tại Tân Phúc, Hàm Tân. Và dự án này thì cơ quan chức năng đã thông báo rằng là không có cái dự án nào có tên cho cái dự án này ở cái địa bàn được nêu trên, nên là khách hàng cũng sẽ cần phải cân nhắc để tìm hiểu thêm. Nhiều dự án ma như vậy, nhiều vấn đề phức tạp như vậy, rất nhiều những vấn đề cần phải được làm rõ hơn cho một cái doanh nghiệp mà trước đây ông Luyện cũng chỉ là một nhân viên, một cái người làm môi giới bất động sản chuyên bán đất nền, sau đó mở ra một công ty. Thì điều này nó đưa đến cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn, mà đặc biệt là những bạn trẻ đang hoạt động kinh doanh trong cái lĩnh vực môi giới bất động sản thì cũng nên lưu ý rằng là ai thì cũng muốn làm giàu, nhưng mà không có phải là ai cũng có thể là muốn làm giàu chậm, mà gần phần lớn anh chị và các bạn đều muốn làm giàu nhanh. Việc làm giàu nhanh đẩy các cái tốc độ phát triển của các cái doanh nghiệp, của những cái sản phẩm mà nó không có tính gọi là thực tế và nó nhiệm màu của cái sự lừa đảo hoặc là nhiệm màu của cái câu chuyện là ảo, không thực và không phải là những cái dự án được triển khai, được pháp luật cho phép, được cơ quan chức năng, được chính quyền địa phương phê duyệt, thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Và đặc biệt là đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo cả cho những người mua đất đai, nhà cửa mà là đất nông nghiệp cũng như là đất trồng rừng. Và cũng là một cái hồi chuông để gọi là cảnh báo thêm về cái cơ quan, cho cơ quan chức năng trong cái câu chuyện đó là cần phải xem xét đánh giá lại cũng như là quản lý chặt chẽ hơn những cái dự án tại địa bàn
quản lý của mình về việc là phân lô bán nền hoặc là vẽ những cái dự án ma tại cái địa bàn của mình, rầm rộ dẫn khách hàng về để xem đất để làm mà chúng ta lại không nhận ra, thì cũng là cái hồi chuông để cảnh báo những cái cơ quan chức năng cần phải làm tốt hơn trong cái câu chuyện này. Thì tất cả những cái thông tin hoặc là những cái khách hàng nào đã bị gọi là ảnh hưởng của cái công ty Alibaba, ảnh hưởng của những cái dự án ma do ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh đứng ra triển khai bán, thì đều có thể gửi đơn về trụ sở của phòng 15 C03 Bộ Công an, địa chỉ là 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là gửi về đơn tố cáo lừa đảo về phòng cảnh sát điều tra tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, hoặc là 24 quận huyện, công an của các quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị và các bạn muốn cung cấp thông tin qua đường dây nóng thì xin gọi về số 069 333 6619 để cung cấp những cái thông tin liên quan đến cái việc lừa đảo của công ty này, để cơ quan chức năng có thêm những cái căn cứ cũng như là có thêm những cái dữ liệu để có thể tìm cách là thu hồi cái tiền cũng như là tài sản cho khách hàng và những người bị hại. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Mong rằng video này đã phần nào làm rõ và làm lộ hơn cái nguyên hình của một cái doanh nghiệp địa ốc trên thị trường. Và đây cũng là một trong số rất nhiều những cái doanh nghiệp có cái tính chất tương tự đang hoạt động trong xã hội hiện nay. Và qua cái câu chuyện này, qua cái video này thì cũng cảnh tỉnh với rất nhiều anh chị em và các bạn lòng tham trong cái câu chuyện là được hứa để trả lợi tức cao. Những bạn nhân viên hoạt động trong lĩnh vực môi giới thì mong làm giàu nhanh chóng, phải tính lại, tính cái giấc mộng làm giàu của mình, phải suy nghĩ một cách gọi là thấu đáo hơn trong cái câu chuyện là không có cách làm giàu nhanh, chỉ có cách làm giàu bền vững và chậm chạp thôi. Ai cũng muốn làm giàu nhưng đừng mong làm giàu nhanh chóng, mà hãy chậm chạp, từ từ làm ăn đàng hoàng thì mong mới có kết quả tốt đẹp được. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng việc like, share, chia sẻ video này, cũng như là đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những cái video, những cái thông tin liên quan tới các cái hoạt động kinh doanh tài chính, chứng khoán, bất động sản trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo.